đàn bà có chán chồng hay không? Chỉ cần nhìn ba điểm này là biết rõ. Các bạn thân mến, người phụ nữ chán chồng đôi khi có thể không phải vì thay lòng đổi dạ, mà có thể là đã chịu nhiều tổn thương và lâu dần trở thành những vết thương khó chữa. Một nhà văn Pháp nổi tiếng từng nói rằng tình yêu không thể giấu lâu, cũng không thể giả vờ trong một thời gian dài. Cũng có người từng nói khi người đàn ông chán một người phụ nữ, mọi việc luôn được bắt đầu từ xẻ xác. Thế nhưng khi người phụ nữ đã mệt mỏi với đối phương thì mọi việc lại bắt đầu từ những điểm sau đây. Chúng ta hãy cùng đến với 3 điểm đơn giản có thể giúp cho các anh chồng nhận biết được rằng vợ mình có đang cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân hay không. Điều đầu tiên đó chính là người phụ nữ trở nên chán nản, bế tắc và không còn muốn nói nhiều nữa. Một người phụ nữ chia sẻ câu chuyện rằng một buổi tối khi đang chuẩn bị nấu ăn thì nhận được cuộc điện thoại của chồng. Hôm nay mình nghe ăn ngoài kỷ niệm ngày cưới. Cô ấy vui vẻ đến nơi hẹn. Chồng hỏi rằng hôm nay là ngày đặc biệt, em mong muốn gì không? Cô vợ đề nghị cuối tuần này hãy dành cho em và con một ngày nghỉ ngơi và một giấc ngủ thật ngon bên anh. Chồng cô khẽ khàng nói công ty sẽ tăng ca vào cuối tuần. Ngay lúc đó cô cảm nhận được sự cô đơn và hụt hẫng, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên chồng cô nói như vậy. Những ngày cuối tuần, rất nhiều lần anh hứa sẽ đưa vợ con đi chơi, dành thời gian cho gia đình. Thế nhưng nhiều năm nay, lời hứa đó vẫn không được thực hiện. Nếu như bạn yêu ai đó quá nhiều và không nhận được phản hồi cho những nỗ lực của mình, thì cuối cùng chỉ là sự thất vọng hết lần này đến lần khác. Người phụ nữ đã nói như vậy. Lâu dần cô ấy nhận ra sự chán nản với người chồng của mình. Cô ấy không còn muốn bắt chuyện giống như là trước đây nữa, không còn cảm thấy vui mừng khi mà anh hứa sẽ dành thời gian cho vợ con. Có ai đó đã từng nói rằng cái chết của tình yêu không hẳn là do không được đáp lại, mà có thể nó lụi tàn theo những thất vọng được lặp đi lặp lại. Dấu hiệu thứ hai, nhắm mắt lặng ngư. Có một đoạn video từng được nhiều người chia sẻ. Trong đó một người đàn ông khoe với bạn mình rằng vợ tôi chẳng bao giờ tức giận hay gây khó dễ với chồng. Cô ấy cũng không ghen tuông hay gây rắc rối một cách vô cớ. Tôi đi đâu cũng được, làm bất cứ điều gì và về nhà bất cứ lúc nào tôi muốn. Người bạn nghe xong liền cười và nói rằng anh có một cô vợ tuyệt vời đấy, nhưng mà tôi dám chắc là cô ấy không yêu anh. Người này sau đó giải thích rằng phụ nữ yêu đàn ông bởi vì cô ấy cảm thấy khi ở bên cạnh nhau, họ luôn là một. Phụ nữ khi yêu cũng tin rằng bản thân họ là sự tồn tại duy nhất trong cuộc đời của người đàn ông. Phụ nữ sẽ làm nũng, sẽ ghen tị, sẽ nổi cáu nếu như đối phương không chiều chuộng. Người đàn ông lúc đó sẽ bị làm phiền một cách vô lý, đôi khi rất phiền phức. Nhưng đó lại là biểu hiện của người phụ nữ vẫn còn yêu. Những người quan tâm đến anh không muốn anh bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào để ở gần bên anh, kể cả khi đó chỉ là một tin nhắn hay một cú điện thoại. Những người không quan tâm tới anh, mọi thứ thuộc về anh đều bị phớt lờ và thờ ơ. Người có cuộc hôn nhân hạnh phúc có thể kéo bạn bè đi uống rượu những lúc không vui, nhưng bạn bè có thể ở lại bao lâu khi mà ai cũng phải trở về nhà sau cuộc nhậu? Khoảng cách xa nhất trên thế giới chính là khoảng cách giữa hai con người từng yêu thương, đối diện với nhau nhưng chẳng nói nên lời. Khi một người phụ nữ không còn la lối, chỉ im lặng và không còn quan tâm nữa, thì có nghĩa là bạn đã đánh mất vị trí quan trọng trong trái tim của cô ấy. Có thể là người phụ nữ ấy chưa rời đi, nhưng một số thứ đã thay đổi thật sự. Khi một phụ nữ chán chồng, lời nói của cô ấy sẽ ngày càng ít đi, tần suất quan tâm cũng giảm bớt từng ngày. Cô ấy sẽ không còn hỏi về việc chồng đi đâu, không chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn với chồng nữa, mà dần dần khước từ mọi lời đề nghị và tách chồng ra xa khỏi trái tim của mình. Biểu hiện thứ ba đó chính là ngày càng độc lập, trưởng thành và không còn phiền toái đến chồng nữa. Trong talk show Cuộc Nổi Loạn Tuổi Trung Niên của nữ diễn viên Lưu Mẫn Đào của đài truyền hình Trung Quốc đã nói về cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm của cô ấy. Tôi dần héo mòn bởi cuộc hôn nhân này cho đến khi tôi quyết tâm rời bỏ nó. Theo như Lưu Mẫn Đào, một người phụ nữ trở nên trưởng thành và độc lập không phải vì tuổi tác mà vì kinh nghiệm của cô ấy. Sau trải nghiệm, phụ nữ sẽ trở nên nhạy bén và trưởng thành hơn. Họ hiểu rằng chỉ có thể dựa vào chính mình mới đủ khả năng vượt qua những sóng gió to lớn trong cuộc sống. Cũng có một nhà văn Trung Quốc từng nói rằng thời gian làm cho những điều sâu sắc ngày càng trở nên sâu sắc hơn và những điều nông cạn ngày càng nông cạn hơn. Khi mà người phụ nữ bắt đầu sống cho bản thân và ngày càng trở nên quyến rũ hơn, đó không phải là vì tình yêu sâu đậm
đã đến lúc cô ấy hiểu ra một chân lý, đó là khi tình yêu, tình cảm ngày càng nông cạn, người duy nhất có thể chống chọi lại mưa gió lại chính là bản thân mình. Tình yêu đẹp nhất trên đời chính là bắt đầu bằng hai trái tim và kết thúc bằng hai mái đầu bạc trắng. Đối với người phụ nữ, điều họ mong mỏi nhất trong cuộc đời không gì khác chính là gặp được một người, gặp nhau không thấy chán, nói chuyện không thấy mệt và luôn có nhịp đập rộn ràng ở trong tim. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp chính là chỗ dựa quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Tinh thần giao thiệp và sự bao dung chính là điều kiện tiên quyết để gắn kết cuộc hôn nhân bền vững. Hy vọng rằng tất cả các chị em phụ nữ sẽ không có ai phải sống trong cảnh chán chồng. Các bạn thân mến, quả đúng là không sai. Khi yêu thì người đàn bà ôm kỳ vọng rất nhiều vào cuộc hôn nhân của mình. Cuộc sống hôn nhân trong trí tưởng tượng của họ rực rỡ bay sắc cầu vồng. Với những người đàn bà đã có chồng, không gian tuyệt vời nhất chính là ngôi nhà của họ và bên cạnh chồng con. Trái lại, không gian chủ yếu của những người đàn ông lại là ở ngoài xã hội, nơi mà thường xuyên có các cuộc tụ họp, những buổi tiếp xúc mà từ đó những câu chuyện làm ăn được khởi đầu. Tuần trăng mật đối với các bà vợ là ngắn nhưng đối với các ông chồng là quá dài. Trong khi các bà vợ ở tung tẩy trong các siêu thị, thì ở ngoài cổng các đức ông chồng lên đứng xuống xe, ngồi chờ vật vờ mặt mày nhăn nhó và chốc chốc lại liếc nhìn cái đồng hồ. Đàn bà vào siêu thị là niềm vui, đàn ông phải đưa vợ đi siêu thị lại là một việc bất đắc dĩ. Đàn ông rất thích nghe đàn bà thủ thỉ tâm tình, lại chửi mỗi vợ mình, trong khi đàn bà lại hay có thói quen muốn chồng lắng nghe mình nhiều hơn. Khi yêu, đàn ông đang say mê chinh phục và quyết tâm cho bằng được, nên sốt sắng đáp ứng mọi nhu cầu của người đẹp. Còn sau ngày cưới thì mục tiêu cần chinh phục của đàn ông đã xong, và trước mắt ông chồng lại là những mục tiêu và dự định khác. Khởi đầu, các bà vợ phát hiện ra đức lang quân của mình không còn ngoan như trước, không về nhà đúng giờ, hay quanh co nói dối về thời gian, chứ những yêu cầu của người vợ có biểu hiện lưỡng lự và miễn cưỡng. Sau những đêm không ngủ và thở dài ngao ngán, tâm lý chán chồng đè nặng trĩu cả tâm hồn. Những bà vợ quật cường nuôi ý chí cải tạo chồng theo ý của mình và biến tổ ấm uyên ương của mình thành một ngọn núi lửa. Người có tâm lý bất cần thì đâm đơn ra tòa, sau đó tìm một người đàn ông khác và thường là cũng chán không kém. Người bình tĩnh và hiểu biết thì ít suy nghĩ tìm nguyên do, sống với chồng đầy cảm thông, bao dung và tìm mọi cách để có được cuộc sống hòa hợp. Đó cũng là cách tốt nhất. Với con chồng khi bị vợ chán, nếu như muốn giữ gia đình thì cần phải thay đổi bản thân. Thay đổi bản thân ở đây không có nghĩa là các anh cần phải biến thành một người đàn ông hoàn toàn khác. Mãi từ bỏ những thói quen xấu, nói tục chửi bậy, đồ đạc vứt lung tung bừa bộn, quát mắng vợ con vô tội vạ, la cả quán xá sau giờ làm một cách bê tha. Hãy đặt mình vào vị trí của các bà xã để biết được rằng các bà ấy muốn cái gì, cô ấy đang trông chờ điều gì, để từ đó các ông chồng bớt ích kỷ, bớt cái tôi của mình và nhường nhịn chiều chuộng vợ mình hơn nữa. Phụ nữ thì luôn mong muốn nhận được sự quan tâm của chồng từ những điều nhỏ nhặt nhất và cũng mong muốn được chồng san sẻ việc nhà. Thế nhưng nhiều ông chồng lại thường rất vô tâm và cho rằng những chuyện đó có thể tự làm được thì vợ nên tự làm mà không cần phải chồng giúp đỡ. Chính điều này đã vô tình biến chồng trở thành một người đàn ông ích kỷ và vô tâm trong mắt vợ. Tôi tin rằng tất cả các anh đều có mong muốn rằng sẽ khiến cho người đàn bà của mình trở nên hạnh phúc. Thế nhưng giữa mong muốn và hành động, nhiều anh có thể hành động chưa đúng hoặc lâu dần có thể khiến cho các anh quên đi. Thế nhưng tôi hy vọng rằng với những lời chia sẻ này thì các anh cũng nên làm lại từ đầu, xây dựng lại mái ấm gia đình mình nếu như vợ các anh đang có những biểu hiện chán nản trong cuộc hôn nhân. Và chúc cho tất cả các bạn sẽ luôn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Chúc cho tất cả những người phụ nữ luôn nhận được tình yêu thương, sự quan tâm từ phía các ông chồng. Còn các ông chồng thì luôn luôn tinh tế, thấu hiểu và chiều chuộng vợ mình thật nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến những giây cuối cùng của video. Và cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt quãng thời gian vừa qua. Hy vọng rằng video của chúng tôi đang góp phần giúp cho bạn có một cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lời tâm sự, vợ bạn đến chơi, cúi đầu để lộ bộ ngực lấp ló. Hôm sau tôi làm điều khiến cho vợ phải sáng mắt.
Vợ tôi vốn dĩ là một cô gái hiền lành và tốt bụng, rất nhiệt tình với người khác. Lúc nào cô ấy cũng rất tin tưởng những người xung quanh và bạn bè của mình. Sống rất bao dung, vị tha và đơn giản thì tốt, nhưng thực ra như thế cũng rất dễ bị lợi dụng. Hai chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, lấy nhau khi cả hai chưa có gì trong tay. Tôi luôn trân trọng cô ấy và lúc nào cũng biết ơn vợ. Vì nếu như không có vợ là hậu phương vững chắc thì tôi sẽ không thể có được sự nghiệp lừng lẫy như ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi có điều kiện, tôi cũng không bao giờ để vợ phải thiếu thốn thứ gì. Nhưng mà lúc nào vợ tôi cũng giản dị. Có nhiều lần tôi cũng nhắc vợ phải ăn mặc đẹp và chỉnh chu hình thức một chút, nhưng vợ lại tự ái nghĩ rằng tôi chê bai cô ấy. Bản thân không được thon gọn như người ta càng khiến cho vợ tôi tự ti, vì nghĩ rằng chồng mình trẻ trung đẹp trai như thế này có nhiều cô vinh quanh. Vậy nên để khiến vợ tin tưởng, tôi luôn báo cáo công việc của mình, đi đâu cũng nói với vợ, trong đầu chưa bao giờ có ý định ngoại tình cả. Một người phụ nữ hết lòng vì tôi, yêu thương tôi, tại sao tôi lại chỉ có thể giàu có một chút mà thay lòng chứ? Tôi biết tính vợ mình hay nhẹ dạ cả tin, hay bị người khác lợi dụng. Kẻ xấu vay mượn không trả là tôi rất không hài lòng. Duy chỉ có điểm đó khiến cho vợ chồng tôi mâu thuẫn, còn lại thì chúng tôi thực sự rất tôn trọng nhau. Vợ có hai cô bạn thân, gọi là thân từ thời đại học và lại là đồng hương nữa. Tôi nói với vợ nhiều lần rằng bạn bè thì cũng phải xem xét kỹ. Bình thường thì có thể thân thiết, nhưng có nhiều người họ chỉ cần động đến quyền lợi là có thể lật mặt được ngay. Tôi nhận định trong hai cô đó, chỉ có một người tôi cảm thấy vợ tôi còn nên chơi, còn một người có lối sống quá khác, sợ vợ tôi không hợp. Vợ tôi cũng vì chuyện này mà chê trách tôi, nói tôi căn ke cấm đoán vợ. Từ đó tôi không còn đả động đến các mối quan hệ của cô ấy nữa. Cô ấy thích chơi với ai thì chơi. Lần đó bạn thân của vợ đến nhà tôi ăn cơm, vợ tôi vui mừng lắm bởi vì lâu rồi không có bạn đến nhà. Hơn nữa hai người họ thân nhau nhưng cũng chỉ nói chuyện được qua điện thoại hoặc là hẹn nhau ở ngoài quán cà phê. Hôm đó chỉ có vợ chồng tôi và bạn thân của cô ấy. Vừa mở cửa tôi hơi ái ngại vì cách ăn mặc của cô ta thật sự quá sexy. Đến nhà bạn thân rồi lại có chồng bạn ở nhà, đâu có cần phải ăn mặc khoe da khoe thịt như vậy. Nhưng tôi vẫn coi như bình thường, vui vẻ đón tiếp, không có ý kiến gì thêm. Lúc đang nấu ăn thì thiếu đồ, và tôi nói tôi trông bếp, cô ấy chạy xuống thiêu sị ở dưới nhà mua thêm. Tôi đang ngồi ở sofa xem tivi, còn bạn của vợ thì đang nấu ăn, tự nhiên ra ngồi đối diện tôi uống nước. Cô ấy hỏi tôi vài câu, tôi cũng vui vẻ trả lời. Tự nhiên tôi thấy cô ta đứng lên, vươn người dài ra cái ghế với cái cốc, để lộ luôn vòng một cùng với chiếc váy cổ rộng trễ nải. Tôi đỏ mặt khi thấy cảnh tượng ấy nên mới ngước mắt lên nhìn, thì bắt gặp ánh mắt đầy dụ dỗ của cô ta. Tôi vội đứng dậy đi vào bếp rồi nói lảng sang chuyện khác. Trong lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ, cô này cũng đẹp đấy, cũng hở hang sexy đấy. Nhưng tôi là chồng của bạn thân cô ấy, sao cô ấy lại làm như vậy? Tại sao cô ta lại có ý đồ như thế? Bữa cơm ấy tôi không thoải mái. Ăn xong thì tôi có nói bạn gọi nên đi ra ngoài trước, để cho vợ và bạn được ở nhà tự nhiên. Từ đó về tôi có cái câu chuyện hồi chiều nhưng vợ tôi không tin. Và tôi còn cho rằng bạn mình là người rất tốt, không bao giờ có chuyện như vậy. Cô ấy có thích ai thì thích chứ không thể nào mà thích chồng của bạn được. Nghe vợ nói vậy tôi thấy rất lo. Tin tưởng một người mà thực sự không hiểu hết về họ thì đúng là quá nguy hiểm. Hơn nữa tôi là đàn ông, tôi cảm nhận rất rõ ánh mắt mời chào của cô ta. Tôi biết cô ta muốn gì. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi cãi nhau nảy lửa. Cô ấy còn vu oan cho tôi là cô ấy định để ý đến bạn của cô ấy nên tôi càng sôi máu. Hôm sau tôi đi làm một việc để chứng minh. Tôi nhắn tin cho bạn của vợ nói rằng muốn mời cô ta đi cà phê. Thật không ngờ giọng cô ta là lướt đáp lại. Chỉ cà phê thôi hả anh? Cà phê xong có đi đâu nữa không? Em mà uống cà phê xong là hay buồn ngủ lắm đấy, chứ không tỉnh táo đâu. Buồn ngủ thì biết đi đâu bây giờ nhỉ? Về đến nhà tôi xem vợ xem dòng tin nhắn đó, cô ấy mới ngã ngửa. Hôm sau vợ tôi dùng điện thoại của tôi nhắn vài tin ả ơi với bạn. Quả nhiên cách cô ta trả lời khiến vợ tôi chết khiếp. Từ hôm đó vợ tôi mới hiểu tôi không nói sai và cũng nghỉ chơi luôn cùng với cô bạn đó, không cần lý do nào thêm. Vậy mới nói đúng là đàn bà, thật là không thể nào có thể hiểu nổi các cô ấy.
Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.